Chào các bạn, thì đây chính là dòng iMac nè, 2013. Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy trên đây nè, đó là về iMac ha, đang là Core i7, RAM 8GB và AMD Radeon HD 6770M 512M. Và hiện tại dòng máy này đang cài lên Windows 10 trên đây. Thì đối với về như là Windows 10 thì hiện tại là ổ cứng là cũng khá là ít. Ổ cứng này đang là chỉ là 120GB thôi. Thì giờ giải pháp là khách muốn nâng cấp, mình đều muốn đưa là giải pháp gọi là nâng cấp của từ ổ cứng cơ lên SSD, hoặc là ổ cứng SSD dung lượng thấp lên dung lượng cao. Thì đây là mình sẽ nâng cấp về như là ổ cứng là 512GB, để mời các bạn sẽ cùng xem ha. Đây thưa các bạn, thì trước tiên mình nâng cấp thì đầu tiên là chúng ta sẽ coi là chúng ta phải tháo máy ra, chúng ta sẽ shut down về máy đi trên đây. Đó, thì để mà tắt máy đi nè. Đây thưa các bạn, đây là chính iMac đây. Đó, thì đối dòng máy này thì hiện tại là chúng ta nhìn thấy là trước là mặt sau là màu trắng, phía trước là màu đen. Và khi mở ra thì về khi mà mở ra thì đây là về iMac là chúng ta nhìn thấy là có về như là màu đen như thế này. Để mà mở ra được thì mình sẽ tháo về cái khung nè trên đây. Chúng ta phải dùng một cái đầu này, đầu hít đó, hoặc là đầu mở ra đây nha. Dòng iMac thì các bạn nhìn thấy trên đây là về nó dùng bằng 500 là nó hít trên đây đó. Thì đây là mình sẽ mở ra nè, đây các bạn nhìn thấy trên đây nha, đó thấy chưa, đây là 500 nè, mở ra rồi. Thì sau xung quanh đây là những cái miếng thép đó, có khả năng về như là 500 hết. Đây là mình mở ra được cái mặt cái nắp chưa. Rồi tiếp theo nữa về màn hình. Màn hình thì các bạn nhìn thấy trên đây chúng ta phải mở ốc này ra mới được. Chúng ta sẽ mở như con ốc này ra nè. Đây, về màn hình thì khá là nhiều ốc. Đó, thì đây là mình sẽ mở như con ốc nè, có trên đây để mà đưa ra. Đây ha, hai con ốc. Đây là thiếu ốc nè, đây cũng có ốc nè. Thì máy này trước đây đã nâng cấp về như là ổ cứng SSD rồi, nhưng mà SSD là chỉ là 128 thôi. Sau này cài về 2 win thì ổ cứng này không có dung lượng, sẽ không đủ nữa, bắt buộc chúng ta phải nâng cấp thêm ổ cứng, nâng cấp lên là SSD 512GB nha. Nếu sau này các bạn nếu muốn máy mà để hoạt động tốt, nâng cấp mà chạy cho ngon thì các bạn nên nâng cấp về SSD lên cho nó thoải mái. Trên đây ở nhà chúng ta sẽ lưu ý với mình ha. Đó, thì ở đây vấn đề là chúng ta nhìn thấy là về đối với về màn hình thì chúng ta tháo hết những ốc, ốc được coi là ốc lục giác như thế này, thấy không? Đây dùng bằng tua vít nè, tua vít lục giác nè. Đó, đây ha. Rồi bây giờ là sau khi mà chúng ta tháo, chúng ta rà soát lại cái ốc ra hết chưa. Đây là ốc này cũng ra là cũng gần hết rồi đó. Bây giờ đây là cái về màn hình. Màn hình thì các bạn nhìn thấy trên đây nè. Đây, đây là mình sẽ để nguyên như thế này nè. Chúng ta nhìn thấy nè, về phía bên trong nè, cận cảnh về về màn hình mà chúng ta tháo là nè. Đây, phía bên trong đây, thấy chưa. Nói chung là thực sự khi mà tháo một cái máy này cũng đâu không hề dễ, khá là khó, không cẩn thận là đứt cái cáp, cáp nhiều lắm các bạn. Các bạn thấy không? Đây là mình quay trên đây trực tế trên đây nè, cả nhà chúng ta xem. Thưa các bạn, thì đối với về như là màn hình đây thì mình cũng đứng lên nè và mình tháo cáp lên nè, cáp ra. Hoặc là chúng ta chỉ tháo về SSD thôi. Nếu như các bạn nâng cấp SSD, chúng ta để đi thì luôn, chúng ta không cần phải tháo gì hết. Đây, để SSD rồi. Đó, cả nhà chúng ta thấy chưa? Thì đây là về cáp này mình sẽ tháo ra trước nè. Cái này ổ cứng nè. Đây ha. Thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây. Đây là cáp của gì đây? Cảm biến hay cái gì đó. Chắc là... Rồi, nhắc đây ra. Cáp màn hình nè. Cáp màn hình đây. Đó. Đó, nhấc ra. Thì trên đây ha. Rồi.
Tiếp tục đây là cáp về cũng là một cái tầng biến này nè. Đó, ba sợi cáp rồi. Ngoài ra có một sợi cáp ở đây là cáp nguồn. Cáp nguồn chúng ta có thể nhấc ra luôn. Nhấc ra như thế này. Đây ha. Đó. Thì để mà nhấc ra được cái này chúng ta phải tháo hết sức là khéo và nhấc màn hình ra. Đây. Đó là về màn hình là mình đã nhấc ra được rồi nè. Thưa các bạn, thì đầu tiên là mình tháo về trên đây trước về màn hình. Đây về ổ cứng đây. Máy đây. Đó. Về bên trong của iMac nè. Chiếc iMac. Một chiếc iMac mà nếu chúng ta muốn nâng cấp về nội tạng bên trong đây. Chúng ta sẽ xem coi như thế nào. Thì ở đây là chúng ta nhìn thấy trên đây là sẽ có về cáp của gì đây. Cáp nguồn nè. Cáp nguồn này gọi là nguồn SATA nha, 15 chân. Cáp nguồn cho ổ cứng. Cáp thứ hai là cáp tín hiệu SATA. Là truyền tải về dữ liệu. Trên đây. Truyền tải về dữ liệu ha, tín hiệu SATA. Rồi, về ổ cứng đây thì chúng ta cũng tháo ra luôn. Tháo ra thì các bạn sẽ lưu ý. Trên đây thực tế là chúng ta sẽ có về gì đây? Chúng ta sẽ có về như là tháo ốc này ra nè. Để là nhấc cầu cứng ra. Đây. Một ốc. Hai ốc. Đó. Ổ cứng đây. Máy này cũng là thông thường. Nên mình sẽ cho tháo ra. Để chúng ta thấy được là khi mà thay, quá trình thay như thế nào. Để cả nhà chúng ta sẽ nhìn thấy ha. Rồi, đây là tháo ổ cứng ra. Bây giờ mình cũng thay thế một cái ổ cứng mới. Đây, ổ cứng mới. Cái này là khách yêu cầu. Trên đây, ổ cứng là 512GB. Đó. Và đối với ổ cứng này đang được bảo hành là 3 năm. Trên đây. Trên đây ha. Full luôn full. Cho máy thông thường. Thì trên ổ cứng này thì chúng ta nhìn thấy là sẽ bảo hành trên đây. Rồi thưa các bạn, thì đây là về vị trí nè. Khi chúng ta gắn vào nè, nó sẽ nằm ở đây. Thấy không? Đây nha. Thì đồng nghĩa là chúng ta sẽ gắn ổ cứng vô. Đây. Đây. Gắn ổ cứng qua như thế này. Đó. Trên này ha. Sau khi mà chúng ta gắn được ổ cứng vô này nè, thì giờ mình sẽ gắn cáp nè, cáp nguồn nè, cáp tín hiệu nè. Đó. Và chúng ta sẽ đặt vị trí cái ổ cứng này lại. Định vị lại cho cứng lại ha. Rồi. Đây nè. Đó. Một ốc. Hai ốc. Đó, ổ cứng nè, cứng lại rồi đó. Thì trên về máy thì chúng ta nhìn thấy là đây là hệ thống giải nhiệt nè. Đó, loa nè. Này là ổ đĩa quang nè. Này là wifi nè. Đây là về bo nguồn nè. Đó. Đây là về tiếp tục là nó sẽ có về bo hỗ trợ cho cao áp của màn hình nè. Đây là về cái fan nè. CPU nằm dưới đây. Toàn bộ nằm dưới đây ha. Đó. Mọi thông tin chúng ta sẽ nhìn thấy trên này. Còn nếu như các bạn muốn nâng cấp RAM thì RAM nằm đây. Hai ngóc thì ra, chúng ta tháo ra được ra, nâng cấp. Rồi cơ bản là mình đã gắn vào được như thế này. Bây giờ tiếp tục là chúng ta sẽ có về như là gắn lại cái màn hình. Đó, màn hình đây. Thì đối với màn hình thì hiện tại là chúng ta nhìn thấy trên đây nè. Đó. Màn hình này là màn hình của MacBook nè. Đây. Thấy chưa? LG ha, hãng LG, Made in China. China nhưng mà nó hàng chính hãng nha các bạn, không phải hàng nhái nha. Chúng ta sẽ lưu ý. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ gắn cáp ạ. Bây giờ cần cáp một.
Đầu tiên là chúng ta sẽ có đặt vào đây, đặt vào đúng vị trí đây nha. Rồi các màn hình nhấn vô nè, socket gắn vào nè, từng cái một. Đây cả nhà chúng ta thấy đây những cái gì mà mình đang làm thực tế nhất, quay lại lên để cả nhà xem đây ha. Đó, tới cáp màn hình đây, đây là cáp đường lên bo của app nè, lòng từ dưới thì giữ lại mới được, nói chung cũng khá là cực. Rồi trước tiên mà lòng như thế này thì giờ mình sẽ nhấn socket vào đây, nhấn socket trước. Một tay giữ màn hình, một tay và làm về cáp, và cái nữa là hơi ngược tay đó, đây nữa, thấy chưa. Rồi tiếp tục, đây là chúng ta sẽ có cáp màn hình, đây cáp màn hình ha. Thì cáp màn hình thì các bạn nhìn thấy trên đây là chúng ta sẽ có về định vị là đúng cáp màn hình. Đặt vào đúng. Bây giờ trên socket này phải cắm đúng nha, cắm sai là nó sẽ cháy. Rồi sau khi mà các màn hình đã được rồi, chuẩn rồi, thấy chưa. Bây giờ còn lại một cái cáp cảm biến này, mình sẽ gắn vào luôn đây nha. Rồi thì thưa các bạn, đây là mình cơ bản là đã ráp xong về phía bên trong nè, chúng ta nhìn thấy trên đây, thấy chưa. Đó thì để mà gắn vào được thì chúng ta lại đặt vào vị trí như thế này, thấy không. Đó. Đây thì cận cảnh đây một cái máy mà mình đang ráp, chúng ta nhìn thấy trên đây là mình sẽ ráp lại ốc, tay lúc nào cũng phải giữ lại cái màn hình nha, chúng ta sẽ lưu ý tay giữ lại màn hình ráp ốc. Đây tiếp tục, đây là những con ốc mà chúng ta phải ráp lại đây nữa. Hai con chúng ta chỉ định vị lại thôi, bốn ốc bốn bên lên nè, ba con ốc. Bốn ngóc đó thì cơ bản là chúng ta sẽ có về định vị lại những con ngóc này, lại bốn ngóc phải không, năm ngóc, xíu là sáu ngóc. Đó là về trên màn hình, chúng ta sẽ đặt xong. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ lau chùi lại, làm sạch lại trên đây đó, để ráp hình vô nha. Các bạn sẽ lưu ý rồi cơ bản là chúng ta đã xong. Tiếp tục là chúng ta sẽ có về đặt về đây nè, đó ráp lại cái nắp này thôi, đặt đúng vào vị trí, khớp chưa, có bằng chưa, bằng mép rồi chưa,
bằng rồi chúng ta sẽ đưa vào. Đấy, vậy thôi, thế là dính. Quá trình nâng cấp của một cái máy iMac coi như là gánh đầu cứng nè, coi như đã xong. Trên đây thì cơ bản của dòng máy này thì mình cũng review về thay đầu cứng SSD đó là coi như là hoàn tất. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là mình sẽ có một cái clip về như là cài đặt trên đây sau. Thì clip cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và là ủng hộ bên kênh trong suốt thời gian qua. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúng ta xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây ha. Đó. Đây là những cái gì mà chúng ta cần về như là nâng cấp về bên iMac. Chúng ta có liên hệ bên 159 101 Nexon ha. Xin cảm ơn cả nhà. Xin chào.